cái bơm bét này nè các bạn, nó không đơn giản, có nghĩa là đã có một người thợ sửa rồi cái động cơ này rồi, có nghĩa là nó cũng tập trung vô vậy vấn đề bơm bét thôi, nhưng mà đã không thành công đó. Anh chủ anh nó sửa rồi quay về lúc bơm lúc không đó, cái này mình sẽ quay nè đó các bạn, thấy bơm chả màng thôi. Hơn những cái video trước thì hôm nay là buổi tối ha, lúc này cũng tầm 7 giờ rồi, bạn nhìn ra ngoài trời đang thui thù lùi luôn rồi, thì lúc này thì ba cha con mình vẫn còn đang làm việc nha. Đó, cha nhỏ thì đang vệ sinh cái máy Mitsu 710 rồi, máy xịt nước vô cái đi cho nó bớt đi để họ ngứa tay đó, tay chật nhớt đó, thật đứng lên đi xịt nước một cái. Còn con gái Út thì đang rửa cái cano. Bữa nay Vi rửa lại đẹp quá ta, cano sáng trưng nè các bạn, hôm trước giờ chạy không có rửa chứ nó tèm lên, cho bữa nay gái chịu rảnh xuống đó, đó ngồi chăm chút vệ sinh đó. Giờ cái mặt trên thì rất là ok, kể cả cái sàn nhôm luôn đẹp tinh tươm luôn nha. Còn ở cái hầm cái chữ YouTube sửa máy miền Tây thì nó còn dơ, nhưng mà bước qua đó thì nó bị chìm xuống không rửa được. À, cái đó đó con, cái này con muốn rửa là con phải gỡ cái dây này ra rồi mới lần tới rửa mới được ở ngoài á. À, rồi còn mình đó thì mình vừa sấy nồng cái máy Hyundai trước đó, rồi vừa coi xúc bắp, vừa làm bơm nhớt, rồi cũng vừa sửa cái máy D15 này các bạn. Cái này là lỗi hẹn hôm qua nha, hôm qua là quay cái video sửa cái máy D15 nè, quên 12 cái gì các bạn ơi, 12 15 thôi cửa. Thì nó lộn lộn hoài, nhưng mà nó cũng là một D thôi, nó khác lớn nhỏ còn chút xíu thôi. Thì hôm qua cho nổ cái động cơ lạ đó các bạn, rồi tay có để tăng lại, rồi hai anh em rồi mà chỉnh sửa, nếu mà ô buồn anh tăng không thì nó làm không xong, tại vì nó không có quen bên đây, nhỏ bên thợ sửa xe mà mình cũng vậy, nếu như mình mà đưa cái xe gắn máy thì mình cũng mò lòi mắt luôn. Gì kiếm vậy? Tập đạn xe vòng ngoài nó ghê. Không mấy lên gác rồi, lên gác lấy cái khác. Lấy hai cái luôn đi, dễ đo. Này chai lớn thì nó đang thành cái ổ đạn cho cái bàn xây của cây cảnh đó các bạn. Tại cây cảnh là mình phải có cái bàn xây, giống như mà xây mình vậy đó, bỏ lên này xây để mình review bán cây cảnh. Đó là của chị Tư ở bên kinh anh ba miền Tây, có bán cây cảnh đó, các bạn nào có muốn xài cây cảnh thì qua đó giao lưu nha. Thì trở lại vấn đề là mình đã sửa cái vấn đề bơm bét này là khoảng vài tiếng hồ trước rồi các bạn. Nói chung là cái bơm bét này nè các bạn, nó không đơn giản, có nghĩa là đã có một người thợ sửa rồi cái động cơ này rồi, có nghĩa là nó cũng tập trung vô vậy vấn đề bơm bét thôi, nhưng mà đã không thành công. Đó, anh chủ anh nó sửa rồi quay về lúc bơm lúc không. Đó, đó là máy D15 của anh đó, D15. Cái thà này chung với cái hai cái thà 4BD1 các bạn, đó, nó chạy động cơ D22 sau đó cũng đã từng qua tay mình luôn rồi. Qua dập tay con lấy tay vô nha. Nó
nói tới đâu quên nữa các bạn ơi. Cái này hay quên đó. À, nãy mình nói là cái động cơ này là có thợ sửa, mà cái người thợ đó cách cho mình khoảng chừng 4 km, mà thợ lại lớn tuổi nữa chứ, gấp rưỡi tuổi mình nữa các bạn. Là có nghĩa là lúc mình học nghề là người thợ đó đã mấy chục năm trong tay nghề rồi, nhưng mà có lẽ là vì làm gấp nên không có kiểm tra kỹ, cho nên những cái bộ phận mà nó hư là cũng chưa khắc phục được. Các bạn ví dụ như nguyên cái bề mặt của cái đế mà nó áp cái ti bơm vô cái ổ đó các bạn, thì nó bị gỗ hết trơn à, được, không có sấy lại. Mình thì mình đem đèn sấy lại à, rồi cái bề mặt lắp ghép giữa cái lắp bê vô áp vô cái ti bơm đó các bạn cũng gỗ luôn, mình thay cái lắp bê khác đó. Rồi cái bét này nữa các bạn, cái bét này thì nói chung là những cái động cơ máy đê này nè, nó bị giật cái bét này rất là nhiều luôn. Đây nó bị cái tình trạng nó nhiều nhất là nó bị bó bét, nghĩa là các bạn siết vô á, cái đầu khuôn này siết vô á, thì cái bét nó sẽ bóp cái đi ở trong lại, biết tông của cái ở trong nó thục tới luôn, nó sẽ bóp lại đó. Tại vì cái chân chỗ cái than chặn này nè, nó đã bị cuôn rồi các bạn, bắt buộc mình phải đưa lên máy mình vớt cho thẳng đứng lại thì nó không có bị cuôn. Bị cuôn là nó thúc sát vô nó bóp lại, nó nhót vậy đó. Thứ nhất, thứ hai là cái bề mặt lắp ghép giữa cái bét với cái thân của cái vỏ bét này nè, nó không kín. Thứ ba nữa là cái ti đẩy nó các bạn, nó bị hụt cái chân chỗ cái ti ở trong. Cái tiếp theo nữa là khi các bạn dặn cái núm này ra à, con ốc chụp này nè, nó sẽ chạy luôn cái nguyên con ốc điều chỉnh ra luôn đó. Thì trường hợp này thì nó cũng dễ thôi các bạn, nếu mà hai cái cùng đồng dễ chạy gì đó, các bạn lấy đồ trắng ở trong này là cho nó hơi gích ra ngoài thì ngoài dặn lại ok, giống như mình giờ dặn ở trong nó cũng không có xi nhê gì hết. Thì nói chung cái bét máy đê hoặc là những cái bét nào mà thợ là một lần gì nè các bạn, cái điều quan trọng nhất là các bạn biết gì không, khi mà gắp dặn cái bét vô rồi, các bạn mở cái ti này ra, dặn cái ti cái đu chỉnh này ra, nếu mà dặn đu chỉnh ra mình đè cái ngồi nó vô được là chứng tỏ là cái bét nó còn hoạt động, nó không có bị bó. Còn nếu các bạn dặn cái này ra mà đè cái ngồi vô nó cứng ngắc là không được, có nghĩa là cái ti bét nó phải thục nhẹ nhàng, tại vì khi mà nó nguội thì nó hoạt động nó nhẹ vậy, nhưng mà khi nóng nó còn nở ra các bạn, nó sẽ bị gích hơn. Dẫu cái lò xo các bạn cứng cỡ nào giờ thì nó làm việc không có kịp đó. Vậy thì mình đã làm lại tất cả rồi, mình vô dầu rồi, rồi quay nãy bơm thì nó cũng ok đó các bạn. Thì cũng nói thêm cái vấn đề mà con heo dầu này, nếu khi mà con heo dầu này mình ráp nó vô các bạn, theo cái nguyên bản đó thì nó sẽ trễ hơn cái mức thăng bằng đó là 1 gan. À, nhưng mà không hiểu sao cái người thợ cũ đã ráp vô trễ tới khoảng gần 3 gan các bạn, theo mình độ chắc khoảng 3 gan. Đó. Cái đó là cái ăn ý của cái máy mà nó chạy bị ga lớn quá, và nó ảnh hưởng tới cái tự động này, hay là một vấn đề gì mình cũng chưa có xác định được. Tại vì cái máy bây giờ nó cũng chưa chạy các bạn, nhiều khi á, đôi khi các bạn mà ráp heo vô á, mà cái tự động này nó lệch lớn quá nè, thì cái người thợ người ta giảm heo thì cho nó nhỏ lại, nhưng đối với mình là con heo phải giữ nguyên bản đó, mình có điều chỉnh ra nhỏ thì điều chỉnh tự động đó. Mỗi thợ mỗi có cách làm nhau nha các bạn, chứ nếu giảm heo này quá thì nó đồng nghĩa với là nó sẽ bị bơm yếu, mà cái máy mà nó bơm yếu á, thì thứ nhất là cái máy chậm nổ, thứ hai là cái máy chạy không mạnh khi chạy ra lớn đó. Tiếp theo nữa là coi thử ra trong cái buồng nổ này nó còn thông hay không. Nãy giờ chưa coi luôn. Còn các bạn ơi, còn thông, không có đánh đổi đó. Vậy thì mình sẽ quay cho các bạn coi cái mình ráp vô cho nổ nha. Thì cái máy mà nó bơm ok á, là các bạn quay nó phải kêu rất là gắt. Thứ nhất, thứ hai nữa là các bạn lắc cái bánh chớn là nó vẫn bơm nha các bạn, chứ không phải quay u mới bơm một người ra nhỏ nó không bơm là cũng không ok nha. Đó, cái này mình sẽ quay nè, không cần bẻ le tại vì cái bét gỡ ra rồi.
đó các bạn thấy bơm chở mang không? Đó. Rồi mình lắc bánh chớn là nó bơm cho các bạn coi này nha. Nè các bạn, nè thấy không? Bạn thấy không? Đó. Yêu cầu lắc bánh chớn thôi là này nó bơm cực kỳ này nè. Nó cần như nó ta quay. Các bạn thấy rõ ràng không? Đó. Kéo rất nhẹ qua nó vẫn bơm. Đó, thấy không? Đó là cái máy mà nó bơm mạnh là nó dữ các bạn. Các bạn nhiều khi quay mới bơm, còn súng là nhỏ nó mất bơm. Hoặc là quay 2-3 vòng nó bơm một cái thì cái máy đó không có đảm bảo là nó bơm ổn định. Rồi giờ mình sẽ gáp vô, các bạn đừng coi thường cái động cơ nha. Nó chạy là cũng đã lắm á. Nhưng mà nhà hai còn ok là nghe êm lắm á. Rồi ơi rồi các bạn ơi, nãy giờ quay cái đoạn phim từ lúc mà ráp bét heo vô rồi tới lúc thử bét ở ngoài, rồi quay con gái nãy giờ rửa vỏ mà giờ không biết có phim hay không, nó tắt hồi đời nào các bạn ơi. Cái máy giờ nó chứng quá. Giờ con gái rửa xong cái cano mà coi lại cái quá đẹp luôn ta. Mới rửa nữa nha. Thằng trai thì vẫn đang rửa cái máy Maxxu 720 để hoàn thành cho nó rồi đang dẹp luôn. Thì mình cũng làm cái đoạn cuối này, nghĩa là còn nữa hả? Nước nữa hả? Kệ đi con ơi, hòa cẩu xả ra gì, cái cầu rửa sạch thôi. Tối tác. Đó. Thì không biết cái đoạn rồi nó ghi được tới đâu là nó tự động tắt nữa các bạn, thành ra dắt này nói lại đi. Thì nói chung là cái bơm bét này là nó trục chặt là do cái người thợ trước các bạn là không có vệ sinh những cái mặt lắp ghép, cái mối lắp ghép của kim loại, có nghĩa là giữa cái mặt lắp bê chiếc bét rồi cái mặt của cái mặt lắp bê với cái tia bơm, cái bét với cái mặt lắp ghép của cái thằng bét rồi học ti rồi tất cả các kiểu, thì bây giờ mình đã lắp vô rồi. Ok rồi đó, bây giờ thì cũng đã thử cái bét ở bên ngoài bơm rất là mạnh luôn các bạn. Rồi mình có chia sẻ cái vấn đề mà bét mà nó bị đóng khói ngay trong chỗ cái lỗ ở dưới bồn đốt á, thì nó là thông thường là người ta khoan lên, nhưng mà tới chừng nó đóng rồi các bạn khoan, nhiều khi tới 3 ly nó vẫn đóng bít nha. Đó thì đó là thứ nhất là do cái góc phun nó không đảm bảo, nó không đốt hết thành ra nó bị đóng ở đó. Thứ hai nữa là bát bơm hoạt động không có ok, nó phun nó đái. Thứ ba nữa là do cái tỷ số nén của động cơ không đảm bảo, nhất là những động cơ đổ hơi đó các bạn, đốt không hết dầu, nó thành ra nó gây cái hiện tượng đó, chứ chỉnh cũng nhiều khi cũng khó nha. Con cẩu được không? Rồi con cẩu lên đi. Rồi con gái cẩu cano luôn. Vậy nha. Đó, mình hướng dẫn là bữa nay là tự động cẩu cano lên luôn đó. Nhớ đừng cho chạy dây nha. Rồi bây giờ mình ráp vô rồi mình quay cho nó bơm cho các bạn coi trước đi ha, rồi hả nổ máy nha. Máy này là tự tin nó sẽ nổ, tại vì nãy giờ mình làm rồi có thấy là nó đạt yêu cầu à. Thank you.
củ bắp nữa nè. Tay quay này lại tay quay lên cốt của mấy cái máy lớn nữa bạn. Giờ đút vô cái này quay. Nó khó mà tao quay cho mượn chân. Các bạn thấy tiếng bơm nó ấp theo không? Ôm kẹt 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 luôn, mặc dù chỉnh chưa có đủ đúng áp suất nữa nha. Giờ mình sẽ dạy lại chút xíu. Giờ Vinh lên làm cameraman cho cha đi ơi, để đó hỏi cho cậu thôi. Tăng thì làm tới đâu rồi? Ngưng lại đi, dựng máy cho coi. Tập trung lực lượng các bạn ơi. Cái nào giờ á, gớt 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 cái máy trà. Bỏ trong đi. Nào đi trong thì đưa vô hết. Máy đó chắc không rồi, thôi nghỉ đi, sáng làm tiếp. Rồi giờ ba này nói vô thì chạy cái máy này rung dữ lắm ạ. Rồi giờ Vi ra đây nè, cầm camera cho cha. Coi nha. Thank you.
không? Chạy rồi lên xuống ra nhỏ, bơm vẫn mạnh. Cái này là đảm bảo là quen. Ngại nhưng mà cái dòng hơi này thì nó không ok không? Tại vì nó hơi ra khó chút xíu. Còn như cái cò này thì nó hở quá. Phải chỉnh cò lại nha. 14. Trời ơi, cái này 13 còn chưa up tên nữa. Cái dàn 5 mét vậy thì khó chơi luôn đó. Nó lạnh quá à, bởi vì mình khi mình làm bơm bét đồ máy vậy rồi mà các bạn, nhưng mà không có chỉnh cái cò này lại ngon lành ha, là chủ máy về chạy hao dầu lắm. Mà nếu mà ai là thợ máy rồi mà thấy cái máy mà nó chạy không vừa ý là bực bội nó thôi. Mình mắc chỉnh, chỉnh giùm cũng chỉnh đi. Không chắc thì con nhảnh gì cha. Nhảnh kìa. Nhảnh chỉnh máy. Để đó. Đi. Nhà này ta ha. Cái máy này còn cái tay bé cò không ok nữa, nhưng mà cái đó là sáng mình sẽ chỉnh cái này để hoàn thành cái bộ xin này cho nó chạy tương đối ngon lành cho các bạn coi chưa. Đứng cung camera nghe. Dạ. Nè các bạn, nè, con gái đưa cái tay lại đây coi. Nè. Con thấy không? Nó hở cái cò nè. Đưa ngang từ bên đó đưa qua đây coi. Đây kìa, đưa camera nằm phía đó đó. Này nè, đưa ngang. Đây nè. Thấy không? Thấy không? Nhìn trong màn hình thấy không? Cái này là nó bị bể bạc cò hay gì các bạn ơi, bể bạc cò hay gì rồi, không phải là cái nó hở cò thôi. Trời ơi, nó làm thợ gì là chết các bạn ơi. Thợ cò hở gì mà không chỉnh cho khách là chết luôn, chạy hấp hấp không à. Các bạn nhìn nè. Hở bá đạo thì mình nghĩ là ít nhất là cũng phải là 7 ly đó các bạn. Đó, nhìn không? Nó phập quá trời phập luôn. Ghê không? Bây giờ trước mắt thì cái trụ cò tỉnh sao các bạn, nếu mà đóng mặt cò nó tối hù luôn, chắc là mình sẽ chỉnh lại rồi cho nổ lại. Tức khắc. Vô nghỉ nghe ngơi gì nữa các bạn, hết nổi rồi. Như là nhiều năm nay chưa có cái máy nào hỏi cò như máy này nha, mà ngặt cái máy này đem đi thợ chỉnh bơm mét người ta cũng không chỉnh cò để dùm ngộ chứ, giống như là kêu làm gì làm đó vậy các bạn, như tay sai vậy đó. Cò chỉ một thước vậy đó, hỏi cò giống như mấy cái ép mà nt mà cò ngoài vậy đó. Nhưng mà khi chỉnh cò lại là phải chỉnh tăng cấp lại nha. Rồi, tăng xay đi. Xay này kia vừa, cái này vừa vô cái kia vừa ra nha, xay đi. Nữa. Xay đi. Rồi, nữa, nữa đi, cứ xay đi. Rồi, à, trở lại. Rồi, nhìn đây. Vi ngồi đây nè con, qua đó thì từ di chuyển thôi, ra tầm tầm thôi. Đó. Xong rồi bạn. Trời ơi, căng ra vừa chắc. Chạy đi. À, khi mà cái máy nó hở cò, các bạn chỉnh cò lại đàng hoàng thì các bạn phải nhớ chỉnh cái tăng cấp đó. Tăng cấp là sao? À, khi cái bút bắp này vừa vô là cái xúc bắp kia vừa ra, có nghĩa là ở thời kỳ cuối xả đầu hút đó các bạn. Tại vì á có những trường hợp khi mà cuối nhả xả đầu hút á, nó đụng ngay cái tăng cấp á, có nghĩa là cái cam mình nó bị mòn bị khuyết quá, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái trường hợp mà nó bị lỏng cò nữa. Nhưng mà cái này là lỏng bạc cò, lỏng tự nhiên hoặc là mòn cái hai cái vụ trong các bạn, hay gọi là hai cái búa xoa đó.
Thành ra là mình cũng phải kiểm tra lại, nhưng mà nó may mắn cái là nó không có bị cái vấn đề kia. Đó, thì chỉnh cò rồi nó vẫn ok, ắc bọng thì vẫn ngon lành. Giờ thì mình sẽ úp cái nắp cò vô và mình cho chạy tiếp nha. Bảo bảo các bạn là sẽ ngon lành lại liền. Dính gì ta? Chưa vô cái chụp hả chị? Chưa, nó có vấn đề gì đây? Chưa. Được không? Đồng đền. Tán, cầm camera đàng hoàng, con chấm vô coi xem. Cắt quá, con rung quá trời luôn mà sao khán giả ta coi ta mỏi mắt lắm. Bảy nữa chứ. 16 à? 16. Trời ơi, sao lại bị ta? Tụt đi luôn rồi các bạn ơi. Tối mà rối nha. Kiếm người tán là dặn đỡ vô chạy rồi, quá tệ. Nó còn quá. Nè tạm tạm thôi nha, mai phải làm lại gỡ ra thay bộ sông cò đó đó. Lỡ có quên thì chủ má nhớ coi đây nha, thay bộ sông cò nha. Để này là chạy đi. Kêu luôn đó. Để ra mắt cò ra hết nhớ rồi má lục danh luôn. Hồi nãy chỉnh tương đối giờ thôi, úp tán này vô đi. Nó ngon lành đây. Mình tâm quyết lắm nha các bạn, chạy lên cái dàn bơm bét này là phải lụm đạn đó, làm đúng kỹ thuật rồi đó. Xuống. Dễ ăn mà sao chất lết rồi đó. Nó đụng, quay vô đụng kịch kịch. Mình sẽ để ngay chỗ đụng đó, mình coi nó đụng cái gì. Cái công việc xung quanh thôi các bạn, chứ thật sự nếu mà cái máy này mình như những người khác á là mình giao được đó, bơm bét không làm mình giao rồi, nhưng mà cái gì cái trách nhiệm của người thợ cho nên là phải kiểm tra luôn ba này để về chạy hao dầu chứ không nổi, không được các bạn, sai rồi. Sai tăng rồi. Tăng các bạn không chạy được, nó rõ ràng không, nãy kiểm tra ngay giữa tăng chấp không đụng, cuối cùng để đụng cho cái tăng này rối thật.
đề nan giải nè các bạn. Cái này thì không thể nói là ráp sai cam được nha các bạn. Nếu mà ráp sai cam á, thì nãy giờ cái máy nó chạy nó họ cái phun dầu là nó không có ok gì đâu. Mà sai cam là nó sẽ phực tá lả hết hoặc là nó giọng nó đột, nhưng mà máy này chạy rất bình thường. Nhưng máy này nó có một cái là nó bị mòn mũi xoa các bạn, mòn hai cái chân đội trong rồi. Bây giờ là không thể chạy được, quay lên lạ là biết liền. Đáng lẽ là nó không đụng nó thì quay ngon lành, nó đụng đang chấp, nhưng mà cái này nó mòn cái dù quá, nó khuyết ở giữa gì nè, khi đánh ra tới cái dè này nè thì nó sẽ lên nó mòn mũi xoa. Cái này gần mai phải gỡ ra thay cái búa, nhất là cái búa xoa ngay trên chỗ cái xúc bắp lửa hơi nè các bạn. Còn cái lửa thì nếu mà cái hơi bị gì cho cái lửa chắc cũng tiêu rồi. Nhưng mà khổ cái là khi nó mòn cái búa xoa thì nó sẽ mòn luôn cái cây cam, máu cam á đó. Đó không lẽ chắc này mà mở ra mà làm ra nó được quá quả các bạn, tối quá. Bây giờ tạm thời mình lắp lại đi cho nó đừng có xì nhớt đi, ở đầu sáng mình mới làm lại các bạn, cái này nghỉ mới được. Sáng là làm tiếp, mày đuối làm biết cái hồi còn phải làm mấy cái nằm xi lanh nữa, cọc cạch cạch cái này nó quá nhiều rồi. Mình nhưng lại đi bây giờ dẹp đi, vì thì hai anh em cái xuống cẩu cano lên đi. Có máy thì cẩu cái chốt này nha. Là bữa nay sửa máy là giống như là thất bại vậy các bạn. Những nổ cái bộ phận mình cần điều chỉnh là đã ok, nhưng mà nó hư tiếp cái bộ phận tiếp theo, nhưng mà người chủ đã không phát hiện. Bây giờ mình phát hiện rồi mình cũng phải sửa nốt luôn cho ông anh nó chạy ngon các bạn. Cái gì hao dầu lắm. Giờ các bạn xả cái cò ra hở các bạn chạy được rồi nè, y như lúc nãy vậy đó. Nhưng mà vậy là thì nó đâu ok. Thôi yeah, nghỉ tiếp em cẩu cano lên đi, rồi máy móc rồi em dẹp cho hết. Rồi như dừng lại đi các bạn, coi như máy này mơi mình làm xong rồi mình giao luôn đó các bạn, không có quay tiếp nha, nhưng mà đó là trong khả năng của mình rồi, làm nhất định sẽ thành công thôi, không có gì khả năng lắm hết. Rồi tạm biệt các bạn, lần cuối cùng sửa máy không chạy. Có hồ anh Tư, anh đi ruộng đất này một mới về đó, dân ở nông thôn mình các bạn làm tới khuya tới tối không. Rồi, ok. Chúc các bạn nhiều sức khỏe nè.